Vào ngày 1 tháng 6 năm 1999, cảnh sát nhận được tin báo từ phía gia đình của một nạn nhân ở Cocoa Beach, bang Florida. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh tượng, nạn nhân là cô Sonia Spence, 29 tuổi, đang nằm giữa vũng máu ngay tại phòng khách. Cô Sonia đã bị giết chết bởi hai phát súng ở cự ly gần và chắc chắn không phải là một vụ tự sát. Các điều tra viên lục soát toàn bộ căn hộ và thu được một khẩu súng ngắn cùng một số vỏ đạn nhưng không hề có dấu vân tay trên khẩu súng. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn và ngay ngắn, chứng tỏ rằng không có sự giằng co hay cự cãi trước khi vụ án mạng xảy ra. Kết quả điều tra ban đầu cho biết đây có thể là một vụ trả thù, chứ không phải là một vụ án giết người cướp của. Công việc điều tra được bắt đầu từ những thành viên trong gia đình và những người có liên quan đến nạn nhân. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, thì cô Sonia hiện đang sống cùng một người đàn ông và hai con riêng của ông ta là Catherine John và Curtis John. Mặc dù chưa tổ chức đám cưới nhưng họ vẫn sống với nhau như một gia đình. Nhìn vào thì ai cũng tưởng họ là một gia đình bình thường như những gia đình khác, nhưng họ luôn xảy ra mâu thuẫn. Hai đứa trẻ Catherine, 13 tuổi và Curtis, 12 tuổi không chịu chấp nhận cho cha của chúng sống chung với cô Sonia. Chính vì vậy mà cả hai đứa trẻ cùng Sonia thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi và cha của hai đứa đã không ủng hộ con mình mà hoàn toàn tin tưởng cô nhân tình Sonia. Chính vì vậy mà càng ngày bọn trẻ càng căm ghét Sonia, bởi chúng cho rằng chính cô ta là người chia rẽ tình cảm của cha con chúng. Nỗi căm hận càng lên đến đỉnh điểm khi Catherine bị lạm dụng tình dục. Người họ hàng đã nhìn trộm Catherine tắm và có những hành động đồi bại với cô. Catherine đang tắm vòi sen thì gã họ hàng xông vào, giật tấm màn che và nhìn chằm chằm vào cô. Ông ta bắt đầu thủ dâm trong lúc tôi òa khóc và nép người vào góc buồng tắm. Catherine nhớ lại. Sau khi mọi chuyện đã xong, gã họ hàng này để 50 sen trên nắp cầu tiêu. Đó là lúc tôi bắt đầu viết trong nhật ký của mình rằng tôi sẽ giết cả bọn, và đó là cách mọi chuyện phát sinh. Phải trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhưng Catherine chỉ biết chia sẻ cùng em trai của mình là Curtis. Và cuối cùng, bọn trẻ cũng quyết định nói chuyện này với cha, nhưng cha chúng lại không tin và cho rằng chúng bịa đặt mọi chuyện. Không chỉ bị cha từ chối quan tâm giúp đỡ, mà nhân tình của cha là cô Sonia còn tỏ ra miệt thị, coi thường hai đứa trẻ. Nỗi đau về thể xác vì bị lạm dụng tình dục cùng với nỗi đau về tinh thần khi bị chính cha đẻ của mình bỏ rơi khiến hai đứa trẻ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Catherine cho hay cô và Curtis đã vạch ra kế hoạch tự giải thoát mình khỏi cảnh bị lạm dụng bằng cách sẽ giết chết ba người đã để cho chuyện này xảy ra. Người mà chúng nhắm đến đầu tiên là Sonia, bởi chỉ có cô ta mới làm cho cha chúng thay đổi. Và người tiếp theo cả hai đứa trẻ muốn giết đó là kẻ đã lạm dụng tình dục và giở trò đồi bại với cô bé Catherine. Cha đẻ của chúng cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo, bởi chúng căm hận cha, cha đã đẩy chúng đến với những bi kịch mà ông không hề hay biết. Trước khi thực hiện việc trả thù, Catherine đã viết trong nhật ký rằng tôi sẽ giết hết tất cả mọi người để lấy lại sự công bằng cho chị em tôi. Chính các người đã đẩy tôi vào bi kịch của cuộc đời này. Sau khi viết nhật ký, Catherine đã sang phòng em trai và bàn kế hoạch trả thù. Curtis ủng hộ mọi kế hoạch của chị và cả hai đã vào phòng cha lấy khẩu súng 9 ly bán tự động của cha cất trong phòng ngủ. Ngay lập tức, chúng đã chạy đến nhà bạn gái của cha để thực hiện kế hoạch. Ngồi tại bàn ăn cùng chị gái và người tình của cha mình, Curtis, 12 tuổi, cầm chặt khẩu súng ngắn đặt trên đùi. Khi người phụ nữ thản nhiên ngồi thực hiện trò chơi ghép hình, Curtis giơ súng lên và bắn thẳng vào ngực khiến Sonia ngã vật xuống sàn nhà. Cô chị Catherine ngay sau đó giật khẩu súng từ tay cậu em và bồi thêm nhiều phát nữa. Sau khi bắn cô Sonia, cô này trúng 4 trong tổng số 9 phát đạn nã vào người và chết ngay lập tức. Catherine và Curtis đã kéo cái xác vào trong buồng tắm, cố lau vết máu trên sàn rồi vứt cái khăn đẫm máu vào máy giặt. Theo kế hoạch của hai chị em, bước tiếp theo sẽ là bắn chết người cha và người đã lạm dụng tình dục Catherine. Tuy nhiên, bọn trẻ đã không có cơ hội ra tay. Cả hai nghĩ rằng sẽ tiếp tục kế hoạch trả thù của mình, nhưng khi chứng kiến cô Sonia nằm bất tỉnh trên vũng máu thì chúng đã vô cùng hoảng sợ. Không biết làm gì, chúng đã vứt lại khẩu súng. Curtis lúc đó khóc và run lẩy bẩy, cả hai đều hoảng loạn. Chúng chạy sang nhà một cô bạn, kể lại toàn bộ vụ việc, rồi sau đó chạy vào khu rừng gần bên để trốn hết đêm đó. Hai chị em Catherine và Curtis đã rất lo sợ, nhưng chúng cũng không dám đi quá xa khu nhà ở. Và cuối cùng, cảnh sát đã tìm ra hai chị em trong khu rừng này. Khi đối diện với cảnh sát, cả hai chị em đã không còn hoảng sợ như lúc vừa nổ súng và chạy trốn. Hai chị em đã thành thật khai báo toàn bộ sự thật với cảnh sát. Bọn chúng thực hiện kế hoạch giết người bởi không thể chịu đựng được sự ghẻ lạnh của cha, căm thù người đã cướp cha khỏi chúng. Catherine John và Curtis John đã bị tạm giam và chờ đối mặt với phiên tòa xét xử.
Mặc dù là tội phạm vị thành niên, nhưng Catherine và Curtis đã phải chịu bản án như những người trưởng thành, và cả hai là những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ phạm tội giết người cấp độ 1. Catherine và Curtis bị Tòa án Liên bang Mỹ kết án 18 năm tù giam vì tội giết người, khi Catherine 13 tuổi và em trai Curtis 12 tuổi. Ngay sau khi phiên tòa diễn ra, dư luận đã tranh cãi rất nhiều về việc tại sao hai đứa trẻ Catherine và Curtis lại bị kết án như những người trưởng thành. Mặc dù dư luận có nhiều tranh cãi và sau những lời bào chữa của luật sư, tòa án vẫn quyết định chỉ giảm tội danh giết người cấp độ 1 xuống tội danh giết người cấp độ 2 cùng bản án 18 năm tù và cả hai đều bị quản thúc đến hết đời. Phiên tòa xét xử kết thúc, bị cáo được nói những lời cuối cùng thì Curtis Jones đã bày tỏ nguyện vọng được mang theo máy trò chơi điện tử vào tù. Những lời nói ngây thơ và nguyện vọng của bị cáo 12 tuổi khiến những người có mặt trong phiên tòa không khỏi xót xa và đau lòng. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009, Catherine nói với tờ USA Today rằng cô cảm thấy hối hận vì đã tước đi mạng sống của một con người, nhưng cũng khẳng định khi đó cô sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thoát khỏi sự xâm hại. Trong 16 năm thụ án, Catherine đã 30 tuổi, còn em trai Curtis 29 tuổi, họ đã được mãn hạn tù. Theo những nguồn tin của cảnh sát, thì trước khi vào tù, hai chị em chưa bao giờ dùng điện thoại, chưa bao giờ lái xe và nhiều kỹ năng sống khác họ không có. Chính vì vậy mà sau khi mãn hạn tù, chắc chắn họ rất khó để hòa nhập được với xã hội hiện đại. Ngoài ra, do lệnh quản chế, họ có thể trở lại nhà tù bất cứ lúc nào nếu mắc phải một vi phạm dù là nhỏ nhất. Điều này thật sự là một gánh nặng đè lên cuộc sống của hai chị em Catherine và Curtis. Nhưng vẫn có một điều may mắn, đó là trong thời gian thụ án, Catherine đã kết bạn với một thủy thủ hải quân qua thư từ, và chàng thủy thủ này đã thực sự cảm động trước câu chuyện cuộc đời Catherine, nên anh đã đem lòng yêu mến và quyết định kết hôn với cô ngay khi cô vẫn còn ở trong tù. Hy vọng rằng đây chính là một điểm tựa vững chắc của hai chị em Catherine và Curtis khi họ bước ra ngoài xã hội và khởi đầu cho một cuộc sống mới.